Em xin kính chào các bác đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bãi thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu các bác là ba mẫu nồi cơm của nội địa, địa Nhật hiệu Panasonic thì ba mẫu bao qua 3 năm sản xuất khác nhau thì sẽ có gì và giá cả như sau sẽ có trên video này nồi các bác đang xem ba nồi đều dung tích 1 lít có công nghệ cao tầng bù ẩm cốc nước bù ẩm nha công nghệ steam công nghệ hơi nước phun xương cơm cực kỳ ngon nồi uh, mẫu này thì là chiên cơm mềm dẻo thì bác nào mình lớn tuổi thích ăn cơm mềm dẻo thì hãy chốt ngay mẫu này, yeah, cơm rất là ngon cực kỳ ngon, mà giá thì em bao là tốt nhất thị trường các bác. thì yeah, để đi vào video chính xin chúc các bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe, xem được video nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em chân thành cảm ơn các bác. thì em xin giới thiệu là địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với số thương đội chốt đó là 0919407501, em ship hàng toàn quốc có cọc, chuyển khoản đủ em bao ship, nhận hàng các bác được kiểm tra, được cấm điện trước mặt bu cục nồi cơm em bảo hành cho các bác là 3 tháng tránh trường hợp các bác cấm nhầm điện thì em đang có phục vụ cục đổi nguồn điện cho các bác là 2.000W để nấu cơm nồi cơm nha giá là 550.000 cục 3.000W nấu được hay nồi cơm cùng lúc với giá 700.000 thì để giờ đi giờ chi tiết em xin giới thiệu từ trái sang phải cho các bác nha thì mẫu này là mẫu 1 lít à, như em nói trên đó sản xuất từ năm 2008 là nó mua cái độc quyền cái thương hiệu của Nati rồi bắt đầu nó sản xuất cái mẫu này cho các bác mình nè nó gòn xanh đẹp nha các bác để, em đây còn xanh đẹp nha cốc nước bù ẩm lòng đẹp luôn đó các bác xem nha đó những mẫu này là ok nó cơm rất là ngon đó áp sức em quay video này rất là nhanh để cho các bác là mình không mất thời gian à, trong đây nó bụi thế các bác đó rất là đẹp nha gòn xanh mướt cốc nước bù ẩm để trao đổi hơi nước của một steam thì mẫu như thế này người ta gọi là nội đồng có đá này tại vì á là nó còn thừa hưởng những cái công nghệ của na đó trời ơi đó nó sạch sẽ cho các bác các bác thấy nó đẹp đẽ ha này bẩn thêm sẽ vệ sinh lại chứ không có vấn đề gì hết còn con này đó con xanh trắng mềm đẹp nha đó hàng dùng nước đây dòng ngoại thất nội thất thì ok nha ngoại thất rồi cấm điện luôn rồi báo giá một tí em sẽ cấm điện một lượt luôn rồi em sẽ báo giá hết luôn cho các bác trong một lượt đó luôn khỏi cái lắc nhắc mất công quá đó, mẫu này thì như em nói là 208 nè là như là nó mua thương hiệu độc quyền của Nati năm 2007 rồi bắt đầu nó sản xuất từ năm 2008 đã điện áp 100 công suất 1.200 w nó cũng đơn giản vậy thôi các bác ơi không có cái gì mà nó khó hiểu hết trơn á mình xài em sẽ có video hướng dẫn nha cái mẫu này thì bắt đầu nó tiên tiến hơn nó sản xuất vào 2011 đó mẫu này để tiên tiến hơn thì nó có thêm là eco tiết kiệm điện đó thì uh, và một số chức năng nấu nhiều hơn một tí với mã là SG khoảng cách SB101 thì mẫu này cũng còn rất là đẹp hàng dùng nước em bán hàng dùng nước không rồi các bác hàng tuyển chọn còn rất là mới đẹp đây các bác xem nha cốc nước bộ ẩm là để trao đổi hơi nước phun xương ra đây nè phun xương như cái giò sen như nó xuống cơm mình trong một steam công nghệ hơi nước phun xương đó lòng rất là đẹp luôn nha các bác nó xem hộ giúp em nha đó nó các bác xem đi được cái nào thì chụp màn hình gửi qua zalo cho em để mình chút đơn cái khỏi cái lăng tăng đó xong đá vàng mà đồng rất lộ cơ nha bên trong cũng còn sạch đẹp đây, em quay qua đây cho coi các bác coi uh, cái vỏ đây vỏ nồi rất là đẹp mới chát mới tinh này các bác hàng này hàng dùng lướt của nhật nha đó một tí em cắm cấm điện rồi em phải báo giá cho các bác lên mã cho các bác để chốt nha. thì lưu ý với em thì bên em nó là chốt hàng cú pháp như sao các bác ơn mẫu nào các bác chụp màn hình lại gửi qua zalo cho em đó để mình biết cái nồi nào mình chốt mình nhận hàng rồi các xem uh, kiểm tra luôn nha. cho để mà mua trâu dẻ bóng thì không có bán đâu. em hình ảnh thì nó nó rất là chân thật rồi một số bác bảo em chụp hình thì xin thưa là hình nó ảo lắm. hình mà các bác gặp một người trong hình khác mà đi ra ngoài là hình người khác đó nó không có giống nhau đâu nó ngoại thất này các bác còn đẹp can này các bác nó, mẫu này là có tiên tiến hơn và mẫu này hình như 2012 13 gì ta 2012 thì nó có thêm là công nghệ steam công nghệ 200 độ C đó này thì mỗi năm thì nó mỗi tiến bộ hơn thì những cái mẫu là của nhiều năm nó sẽ là có cái thêm nhiều chức năng gì đó nhưng mà còn chất lượng thì gan thôi nào nào cũng nặng chịch chịch nặng chịch nhau thôi đó dòng thông số và cái, cái mã cái năm như nào đó mới chát nồi nào, nào cũng mới chát hết nha các bác đó. thì mỗi cái thì nó có cái hay ho riêng của nó thì bác nào thích cái nào chụp màn hình gửi qua zalo cho em nha đây công nghệ 200 độ c này các bác thì cái đời này thì nó có tiên tiến hơn một chút gì đó ở trong cũng rất là đẹp đây cốc nước bù ẩm là để trao đổi hơi nước nó phun xương ra đây như cái dầu sen gì đó như em nói vậy đó đây lòng nồi cũng rất là đẹp luôn nha các bác thì mình lên lên tới đây là thì cái lòng nồi nó sẽ như thế này đó là bẩn hay em sao không lao về vệ sinh lại cho các bác vậy khi làm cũng không hết nha đó rồi lao sơ thôi nữa cái tao kỹ lại đó rồi bên trong cũng sạch đẹp làm cắm điện vào nha các bác rồi em cứ lên mã luôn các bác chốt mẫu nào các bác chụp màn hình lại em ship hàng các bác yên tâm đóng thùng xốp kỹ lưỡng tránh trường hợp từ trường hợp đến tay các bác mà hư hỏng bây giờ nó rất là ok ba mẫu xịn sò mà các bác rất hỏi em rất là thường xuyên luôn lâu lâu có về một đợt á, thì sẽ lên cho các bác gấp rút bán giá mềm yêu thương luôn mã số 1 nha các bác ơi mã số 1 số 1 với giá yêu thương 1,8 triệu đồng giá thì công khai mong rằng các bác quan hỷ đừng mặc cả em cảm ơn nha tới à, mã số 2 mã này thì nó có tiên tiến hơn một chút à, uh, hình thức ba mẫu này đều mới trên 90% phần trăm hết các bác yên tâm nha mẫu uh, mã số 2 cho em đó ơn ừ, mẫu nào chụp màn hình để qua zalo cho em ơn ừ, mẫu nào cọc cho em 200 còn lại thanh toán bên giao hàng và tiền ship chuyển đủ thì em bao ship bảo hành 3 tháng trời ơi số 2 thấy ghê vậy số 2 bán sale 2 triệu đồng luôn đó 2 triệu thì mua chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em mới xinh mới chát tầm 95 luôn quá mẫu này tiên tiến hơn một chút đó, mỗi năm mỗi có cái hay của nó mà có Eco có công nghệ 200 độ C công nghệ là tiết kiệm đầy đủ hết trời quên có bấm bên đây nữa đây nấu đây rồi cái thằng chính mà có quên nội ơi đó không nấu thì tắt đó, chỉnh vô đây là chức năng nấu bên đây là hàng gạo gạo trắng, gạo trắng không do gạo lứt, gạo lứt không do gạo lứt nảy mầm. Bấm qua đây là những chức năng nấu cơm mềm dẻo, cơm ngon, cơm uh, cháy gì đó đầy đủ hết nè, chọn được cái nào bấm vào đây cho em. Cái này chức năng nấu nhanh không hiển thị thời gian nhưng mà tầm 30 phút nha các bác. Có vậy chức năng vệ sinh nồi. Đầy đủ luôn. Bấm qua đây là mình chỉnh giờ. Mình được cái giờ nào thì mình chỉnh vô cái giờ đó. Rồi xong mình bấm uh, Uh, tắt lạnh hiển thị uh, đúng cái mà giờ của nó thì test ok ngon lành nha hai triệu đồng sale trong cái video này thôi chứ ngoài video này không có đâu các bác hai và một số bác kênh bán hai triệu rưỡi luôn đó em chỉ là bán lấy tương tác cho các bác và bán cho các bác sử dụng cho nó bền bỉ và cho nó uh, hợp túi tiền cao quá các bác ngán tiền đây bảo này nấu cũng vậy tắt cũng vậy luôn cho em thì đây là chỉnh uh, chế độ gạo nè chỉnh uh, qua đây thay dưới đây thăm cơm nè đó đèn sáng này các bác ơi, cái tên này nó không không thấy đường đây đèn sáng nha rồi bây giờ mình không chỉnh nữa thì mình tắt nút này cho em qua đây mình chế độ nấu gạo trắng gạo trắng không do gạo lứt gạo lứt nảy mầm gạo lứt không do bấm qua bên đây tiếp tục là nấu cơm mềm dẻo cơm ngon đây đầy đủ chức năng có nấu cháo nấu sôi luôn nha các bác nấu cơm cháy luôn đó nấu 200 độ C thì bấm vào đây đây là chức năng hay nấu 200 độ C 43 phút cơm nấu thì tắt hẹn giờ thì bấm vào đây khung sáng không chiều rồi đồng hồ chạy ten ten chứng đỏ là hàng em bán rất là bình thường cứ yên tâm mà sử dụng bao nguyên viên cho các bác ưng được khung giờ nào bấm nút nấu đó không nấu thì tắt cho em thì uh, hiện tại nó qua ở khung giờ đó cho nên là nó nhảy là bình thường nha đó hiện giờ em chỉnh lại ngược lại khung giờ sáng đi rồi giờ gia đình các bác là 6 giờ sáng các bác ăn cơm rồi bấm vào cho em thì đúng 6 giờ là cơm nấu thì trước 6 giờ bốn mấy phút chúng sẽ nấu đó không nấu thì mình tắt cho em nè rồi bấm qua đây bấm qua chế năng là chỉnh giờ gan nội nãy vậy đó Bây giờ mình chỉnh giờ lại đi mà mình chỉnh 19 giờ đi đó mình cứ bấm đây nhảy số 19 mình buông ra vậy thôi đó, không có khó khăn gì đâu các bác xài sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác nha các bác yên tâm để sử dụng hàng em bán ra thì có bảo hành rồi còn mà hỗ trợ các bác nhiều khi các bác không gành thì cứ gọi trực tiếp cho em nhiều khi nhắn tin em không có thời gian á các bác cứ gọi em bán nhiều bác nhiều khách gọi lắm cho nên là nhiều khi các bác muốn gặp trực tiếp các bác cứ gọi nha em cũng hay đi xe ngoài đường đó có gì em sẽ hỗ trợ các bác tận tình rồi bấm đúng 19 nè rồi buông ra rồi bấm nút tắt là nó hiện thị là 19 là đúng cái giờ Việt Nam mình rồi bắt đầu mình hẹn là chính đúng cái khung giờ mình ăn cơm thôi mẫu này cái nhiều chức năng luôn có 200 độ C cũng là steam mà một lít hết nha các bác nấu được ba bát gạo để này cho nó ngay ngay cho nó đẹp đẹp coi Đấy, mới tin mới chát luôn những ba mẫu này mới tầm 90 trên không đó các bác. Đấy, đó, đợi ngay ngắn gì coi mẫu bà số 3. Với giá yêu thương là 2,2 triệu đồng không bớt được nha các bác quan hỷ đừng mà cả em cảm ơn. Đó, mua nồi nào chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, mỗi nồi cọc cho em 200 hết. chuyển đủ thêm bao ship ưu tiên cho bác nào mua ba nồi này luôn, bán rẻ luôn, rẻ như cho luôn. Nếu mà mua ba nồi này thì, thì bớt mỗi nồi 100 nha. Còn mua một nồi hoặc thì giá đúng niêm yết cho em nha. Ơi, em bán thì bao cho các bác rồi cứ yên tâm sử dụng kết thúc video. Chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc là xem được video, nhấn đăng ký kênh, nhấn nút là ủng hộ. Cảm ơn các bác chân thành, chân thành cảm ơn.